Trump cũng mới đến đây báo cáo cho bà nghe chuyện bầu cử của nước Mỹ. Năm này là cái năm đặc biệt đó. Cớ sao các táo của tập đoàn Đức Mẹ La Vàng cũng chưa về đây? Chắc cũng có chuyện gì quan trọng trong năm này. Ta truyền cho các táo tập đoàn Đức Mẹ La Vàng vào châu. Yeah.
lên đây bầu chầu ta bao nhiêu năm rồi mà không nhớ Ngọc Hoàng là ai. Tôi này đáng tội chết. Dạ bác sư, Ngọc Hoàng tha tội. Mà Ngọc Hoàng sao kỳ vậy bạn, sao ông già cái vậy? Nhìn bộ nói nhỏ người nghe, ta cũng có tính đó, họ cũng
nguyên cả gia đình nhà ngươi.
xa một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, mỗi bước gặp may thấy đều sung sướng, sung sướng cái mà sung sướng. Giờ kênh của chúng tôi cũng đây là hết, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.